gần 8 năm rồi mò dưới chuông. Vô kinh tâm tư dị dàng buồn, sớm tôi công phu lời kinh đã nát vàng phai lệ thảm thương. Chị Thủy Tiên, có mẹ chị đến tìm chị. Nam mô Lục Tự Di Đà, xin các người, xin các người đừng lừa dối tôi. Làm sao mẹ tôi biết được tôi ở nơi đây? Mà tìm đến nơi này đừng lừa dối tôi cho thêm đớn đau lòng. Mẹ đã đi tìm con khắp thành
thị đến vùng sâu. Những đứa con yêu quý dần bạc vô âm tính. Từ đó mẹ sống trong niềm đau tuyệt vọng, tưởng đâu đã mất con đến hết cuộc đời mình. Thủy Tiên, hãy lại đây với mẹ. Tội nghiệp con tôi, mái tóc dài mà mẹ đã từng che vuốt nay không còn nữa. Tiếng nói dịu dàng thanh thoát giờ chỉ còn lặp đi lặp lại tiếng nguyện cầu. Thủy Tiên ơi, con hãy về với mẹ đi con. Con có biết không, mẹ đã sống cuộc đời nửa đêm nửa tình, miệng mãi kêu gào hãy trả lại con tôi. Nhưng tháng ngày cứ lặng lẽ buồn trôi, thèm nghe tiếng con gọi mẹ mà không sao nghe được. Chỉ thấy xung quanh trước sau trong lành, lấy lắc tôi sầu theo ngày tháng quanh yêu. Con ơi, những đêm dài quanh que cô liêu, mẹ thường gọi con ơi, rồi mẹ khóc một mình. Mẹ con mình đã gặp nhau đây, con hãy trả lại áo nhà chùa để về cùng với mẹ. Hãy xem như không có ngày dài bất hạnh, để mẹ con mình mãi mãi được gần nhau. Mẹ, về với mẹ đi con. Không, nghe cô không thể được mẹ ơi. Thủy Tiên, mẹ, Thủy Tiên con ơi, mẹ ơi, đã gần 8 năm nay, con luôn thầm cầu khẩn với thánh thần trời Phật cho nỗi thương tâm của mẹ con ta không phải là sự thật. Đừng nghĩ gì hết con ơi. Thủy Tiên, những nơi sự thật hiển nhiên đã bày ra trước mắt, thì trời ơi, chính con đã cướp mất đi bàn tay xinh đẹp của đấng sanh thành. Mẹ ơi, mẹ ơi, con nát ruột tan lòng, bởi khờ dại trong tuổi đời nóng nồi nên con đã lầm tương cướp để trao duyên. Ôi đơn đau thay cho đấng mẹ hiền phải chịu gánh suốt đời tàn. Nhìn bàn tay mẹ mà tim con rỉ máu. Ôi kiếp nhân tình yêu sâu lắm ở điều quan nghiệt. Không, không con ơi, bỏ hết đi con. Ở đây không có chiếc nhẫn, không có bàn tay, ở đây chỉ có mẹ với con thôi. Con phải trả áo nâu sông mà về với mẹ. Đời mẹ bây giờ chỉ có con là lẽ sống. Mày về với mẹ đi con ơi. Mẹ ơi, 9 tháng cứ mang mẹ đã dành cho con tất cả. Đến khi con lớn khôn, mẹ là cho con cả cuộc đời. Ơn biển trời con chưa đền đáp được mãi mãi, thì tôi bất hiếu chất chồng quan khiến đeo đuổi. Chỉ có cái chất mới giữ được điều quan nghiệt. Mẹ, mẹ ơi, xin tha.
tiên, con không có tội gì cả, con cũng chỉ là nạn nhân như mẹ mà thôi. Con ơi hãy về bên mẹ để tiếp thêm nguồn sinh lực cho mẹ sống hết chuỗi ngày còn lại. Con ơi Thủy Tiên, con của mẹ. Mẹ, mẹ ơi. Thank you.